Không. Đi chung chuyến này. Đi chung không? Đã cho anh chồng lên đi. Cái nhỏ anh chồng lên. Cá lóc mà cháy hàng luôn hả anh? Giờ đây. Cứu hết kịp luôn cá hả? Cá lóc là hôm nay là nó là ngày của thần tài. Dạ. Người ta bán chạy lắm. Làm một nửa là giết, một nửa là phóng sanh đúng không? Đúng rồi. Hôm nay ngày thần tài của gì người ta bán cá lóc chạy lắm. À. Lóc này nhiều tí vậy? Cá, nó bán con, nó bán con, con. Vậy là show cuối cùng. Không còn cá lóc để cứu nữa. Giờ còn mấy bạn cá trơi. Cái này tao bán gì? Tao bán gì? Đi về mập ơi, khổ lắm mập ơi. Đồ cái gì mập cũng cho hết á. Lên. Anh thổi mập. Anh ơi, đi 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 về chứ. Con cá này bắt xuống luôn. Chạy, đi 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 bắt. Dạ. Dạ. Quên. Cho em số liên hệ thả 33 được không? Số phone nào sư quên. Số phone anh đi. Khi nào mua rồi gọi. Không giờ em lưu lại số phone của anh luôn á. Số phone thì không nhớ, bây giờ cứ đọc số bên đây rồi lưu qua. Rồi gọi qua lại. Số mấy? 0377474279. Không. Anh không xài Zalo hả? Không. 77 mấy nữa. Ok. Ở cái lại qua ơi, nó giật cái là rớt đó. Không, em này là anh em chia sẻ thiệt. Rồi, rồi. Đang muốn mua mối lấy ba con á. Ba con. Anh có đúng không? Nhưng mà phải gọi trước cỡ 3 ngày. 3 ngày mới có hả? Đúng rồi. Tại là ba lấy xa lắm. Lấy xa em thấy ba bán ở chợ thì nghè nhiều ở, lắm. Mình bán ở chợ là có người nào đặt á mình mua em mình thấy mới là dặn trước như là coi như là bạn muốn mua đi là bạn phải dặn trước 3 ngày, bắt đầu tôi đem về đó là tôi lấy chẳng hạn như là bạn đặt 100 con tôi lấy về cỡ 200 con sẵn đường đó, tôi lấy về 200 con tôi để ra tôi bán, là bạn xuống tôi đưa bạn 100 con đi luôn. Vậy hả? Tại thấy để nguyên một máng vậy nè ba nhiều lắm, để lâu quá nó chết. Rùa thì cũng đặt, rùa thì ra lúc nào cũng có, rùa nào cũng có không ba. Dễ hả? Ba con thì nó hiếm, còn rùa thì rùa bự bao la. Rùa người ta bắt hoài đúng không? Bắt cái xong cái người kia thả. Có nhiều người người ta nuôi. Nhiều người ở trong chẳng hạn như là ở quận 7 nó có mấy cái hồ bự á, người ta nuôi cá rồi rùa nó tự lên nó cái bò vô rồi tự. Anh bán rùa bự nhất ở đó giờ được mấy ký? 9 ký. 9 ký, 10 ký bình thường, 7 ký. Là có hết hả? Có hết. Con rùa. Ăn con đó là 5 triệu, cứ 1 ký 500 tính tới. Trời ơi.
Dữ dồi. Là con 9 kg chắc cỡ này hả thầy? Dạ đúng rồi. Dữ vậy? Con 9 kg bự lắm. 9 kg nếu mà nó cỡ này nè. Ví dụ như có người bệnh đồ á, mình mua rùa phóng sanh cầu giống như là cho khỏe mạnh, trường thọ. Người ta cầu, có nhiều người ta lấy cây bút xó đó, người ta ghi lên trên cái mu của nó. Ta ghi tên tuổi rồi ta cái sư thoát cho nó. Giống như cha mẹ lớn tuổi anh, mình muốn cha mẹ mình sống thọ thì mình sẽ thả mấy con rùa. Tại mỗi con nó có ý nghĩa hết trơn á. Thả em bay cho. Thả đi em bay cho. Thả đi, em thả mỗi ngày rồi. Dạ, thả mỗi ngày hay anh cứ thả. Ai đi cho Phật, cảm ơn nhiều. Yeah.